Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Một trận động đất mạnh 7 độ đã tấn công bờ biển phía đông của Nga, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ USGS. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, tâm trấn nằm cách thành phố ven biển Petropavlovsk, Kamchatsky khoảng 88,5 km. Thành phố này có dân số khoảng 181.000 người, Trận động đất có độ sâu hơn 48 km và xảy ra vào sáng sớm 18 tháng 8 theo giờ địa phương. Cảnh báo sóng thần đã được ban hành. Tuy nhiên, Thống đốc tỉnh Kamchatka, ông Vladimir Solodov nói rằng, theo các nhà khoa học, các dư chấn rất mạnh hiện đang diễn ra, nhưng các nhà khoa học ước tính khả năng xảy ra một trận động đất mạnh khác là rất thấp. Trong khi đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết sau trận động đất là một loạt dư chấn ở Thái Bình Dương, ngoài khơi Kamchatka, có cường độ từ 3,9 đến 5,0 độ Richter nhưng không ảnh hưởng tới đất liền. Theo hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ, sóng thần nguy hiểm từ trận động đất này có thể xảy ra trong phạm vi 300 km, tính từ tâm chấn dọc theo bờ biển của Nga. Theo tin mới nhất, Viện Núi Lửa và Địa Chấn thuộc chi nhánh Viện Đông của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga thông báo với TASS rằng núi lửa Sivalux ở vùng Kamchatka đã bắt đầu phun cho và rung nham. Hãng TASS của Nga đưa tin, theo đánh giá trực quan, cột cho bụi bốc cao tới 8 km so với mực nước biển. TASS đồng thời cho biết chưa có thông tin về người bị thương trong vụ phun trào. Núi lửa Siviluk nằm cách thành phố Petropavlos, Kamchatsky khoảng 450 km. Núi lửa Siviluk là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất ở Kamchatka với chiều cao 3.283 m. Theo các báo cáo ban đầu, một đoạn đường ống nước chính ở thành phố Montreal, bang Quebec, Canada đã bị vỡ, gây ra một cột nước phun trào mạnh mẽ và làm ngập các tuyến đường xung quanh. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nước tràn lan trên đường phố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và cuộc sống của người dân sau khi sự việc xảy ra các nhân viên cứu hộ và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình hình họ đã tiến hành rào chắn các khu vực bị ngập điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn nguyên nhân chính xác của vụ vỡ đường ống vẫn đang được điều tra vụ vỡ đường ống nước đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người dân các nhà chức trách đang nỗ lực khắc phục hậu quả và dự kiến sẽ mất một thời gian để khôi phục lại như bình thường. Theo thông báo của Cơ quan Quản lý Cấp thoát nước AAA Puerto Rico cho hay, khoảng 258.000 hộ gia đình tại vùng lãnh thổ này đang chịu cảnh thiếu nước uống và sinh hoạt. Mặc dù cơn bão cấp 2 trên 5 theo thang bão Saphir Simpson đã rời hòn đảo Caribe này và tiếp tục di chuyển về phía Bermuda, những cơn mưa dữ dội vẫn tiếp tục chút xuống, làm ngập lụt nhiều thành phố và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Puerto Rico. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Luma Energy, ông Juan Saka cho biết, công ty có kế hoạch tăng cường nhân công từ Florida để khắc phục sự cố, trong khi chủ tịch điều hành của AAA, ông Dorian Pagan cho biết, cơ quan này đã khôi phục được dịch vụ nước sạch cho khoảng 92.000 khách hàng trong vài giờ qua, nhưng công việc tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Lưới điện của Puerto Rico nổi tiếng là mỏng manh. Vào năm 2022, bão Fiona đã khiến khoảng 80.000 nhà cửa và cơ sở kinh doanh trên đảo bị mất điện trong một tháng. Năm năm trước, cơn bão Ima và Maria đã phá hủy lưới điện và gây ra tình trạng mất điện kéo dài gần một năm ở một số khu vực. Theo ông Chu Makli, Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã nỗ lực khống chế ba đám cháy rừng gồm Kanakale, Bolu và Manisa và một đám cháy ở tỉnh ven biển phía tây Izmir. Theo ông, ngoài lực lượng cứu hỏa, 14 máy bay, 31 trực thăng – 265 phương tiện trên bộ và khoảng 1.400 nhân viên lâm nghiệp đã tham gia vào nỗ lực chữa cháy. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra các đám cháy. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Jumakli cho biết, dữ liệu khí tượng cho thấy có nguy cơ cao trong 3 ngày tới. Chúng tôi cũng như tất cả các cơ quan nhà nước đang trong tình trạng báo động cao. Ông lưu ý rằng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió mạnh làm tăng thêm nguy cơ. Thống đốc các tỉnh Kanakale và Bolu cho biết một số khu vực hoặc làng mạc đã được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa, nhưng cho tới hiện tại không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với các khu dân cư. Theo Hội Thiên văn Hà Nội, HAS, siêu trăng xanh năm nay sẽ rơi đúng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch ở Việt Nam, tức đêm ngày 17, sáng ngày 19 tháng 8. Theo đó, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất và được chiếu sáng hoàn toàn bởi mặt trời. Pha này xảy ra lúc 1 giờ 27 phút giờ Việt Nam ngày 19 tháng 8. Lần trăng tròn này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là trăng cá tầm vì cá tầm lớn ở ngũ hồ và các hồ lớn khác dễ bị đánh bắt hơn vào thời điểm này trong năm. Mặt trăng này còn được gọi là trăng ngô xanh và trăng ngũ cốc bởi vì đây là lần trăng tròn thứ 3 trong số 4 lần trăng tròn trong mùa này nên nó được gọi là trăng xanh. Có hai loại trăng xanh, trăng xanh hàng tháng, kỳ trăng tròn thứ hai và trăng xanh theo mùa trăng tròn thứ ba trong bốn trăng tròn trong cùng một mùa thiên văn. Kể từ ngày hạ chí vào ngày 20 tháng 6, đã có trăng tròn vào ngày 22 tháng 6 và 21 tháng 7, trăng Sturgeon vào ngày 19 tháng 8 và trăng tròn tiếp theo, trăng thu hoạch vào ngày 18 tháng 9. Trăng xanh của cả hai loại này diễn ra 2 đến 3 năm một lần. Trăng xanh theo mùa gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2020 và tháng 8 năm 2021 và trăng xanh theo mùa tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 5 năm 2027 không cần ống nhòm ngắm sao và kính thiên văn để ngắm trăng tròn, nhưng nếu có thì sẽ giúp nhìn thấy các chi tiết trên bề mặt mặt trăng mà mắt thường không nhìn thấy được. Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, VACA, trăng xanh là một vấn đề thuần túy mang tính văn hóa của nhiều quốc gia phương Tây trước kia. Theo đó, trăng xanh của mùa là cách hiểu khởi điểm của thuật ngữ blue moon. Chúng ta biết rằng mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có từ 30 đến 31 ngày trừ Tháng 2 chỉ có 28 đến 29 ngày. Trong âm lịch mà Việt Nam cùng nhiều nước phương Đông sử dụng thì tính theo chu kỳ trăng, mỗi năm có 12 tuần trăng. Tuy nhiên, độ dài của tuần trăng trong tháng âm lịch chỉ dài từ 29 hoặc 30 ngày. Như vậy, 12 tuần trăng thực ra chưa đủ 12 tháng dương lịch. Trong dương lịch, chúng ta biết rằng bốn mùa được chia tương đối đều, mỗi mùa có độ dài 3 tháng và được định mốc bởi hai lần phân hoặc trí chẳng hạn từ xuân phân đến hạ chí, từ hạ chí đến thu phân. Vì 3 tháng này dài hơn 3 tuần trăng, nên nếu một lần trăng tròn rơi vào một trong vài ngày đầu tiên của một mùa, thì một trong số vài ngày cuối cùng của mùa đó có thể là lần trăng tròn thứ tư, trong khi lẽ ra một mùa chỉ có thể có 3 lần trăng tròn. Trong trường hợp đó, lần trăng tròn thứ ba trong số 4 lần trăng tròn của một mùa được gọi là trăng xanh. Theo cách tính này, cứ khoảng 3 năm thì có một lần trăng xanh của mùa. Theo Leaf Science, những người yêu thích thiên văn có thể ngắm siêu trăng xanh lần này mà không cần các thiết bị hỗ trợ như ống nhòm hay kính thiên văn. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60 đến 70%. Khí quyển đại dương chuyển trạng thái nhanh từ nóng sang lạnh như vậy sẽ là yếu tố bất lợi có thể gây ra hệ quả thời tiết xấu ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có những phân tích và cảnh báo về diễn biến bão từ nay đến hết năm 2024. Theo ông Hưởng, dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2024 có khoảng 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới và trong đó có khoảng 4 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới có thể tác động đất liền. Số lượng xoáy thuận nhiệt đới năm nay tương đương so với trung bình nhiều năm. Chuyên gia này cho biết vào những năm La Nina tác động thì diễn biến mưa bão lũ khốc liệt hơn so với những năm bình thường. Gần đây nhất là năm 2020 cũng có kịch bản Enso tương đồng khi đầu năm trạng thái Enino và cuối năm chuyển sang pha La Nina. Năm 2020 là năm kỷ lục của nhiều loại hình thiên tai. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới nhiều hơn bình thường, mùa mưa dồn dập hơn ở Trung Bộ. Có những điểm ở miền Trung có tổng lượng mưa cao vượt lịch sử, lượng mưa cao gấp 3-4 lần so với trung bình nhiều năm. Cuối năm 2024, về nửa cuối tháng 8, La có thể bắt đầu tác động nên mưa có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Ông hưởng nhấn mạnh với những bài học kinh nghiệm từ những năm La Nina như vậy, người dân cần theo dõi bản tin dự báo từ xa từ sớm và kết hợp với những bản tin cảnh báo thời hạn ngắn từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để có phương án ứng phó kịp thời. Cơ quan khí tượng sẽ cập nhật thường xuyên liên tục những diễn biến mới để người dân nắm thông tin sớm đồng quan điểm, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bổ sung thêm, từ nay đến hết tháng 9 là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên vẫn phải đối mặt với các đợt mưa lớn, hệ quả nguy cơ gắn liền là lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi nên cần phải cảnh giác ở mức cao. Tình hình mưa bão ở Trung Bộ khả năng diễn biến sẽ có nhiều phức tạp. Ông Khiêm nói, đặc biệt nguy cơ lượng mưa nhiều lớn hơn bình thường ở ven biển Trung Bộ làm tăng nguy cơ lũ lụt và ngập lụt đô thị với lượng mưa gia tăng nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng tăng đặc biệt ở các vùng núi cao nơi có tính chất đất không ổn định